Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình Cường đây các bạn. Thì trong clip này mình chia sẻ các bạn cái xe của mình mới mua vào ngày 13 tháng 5 năm 2024 nhé các bạn. Thì đây là phiên bản xe Vision, phiên bản đặc biệt đời 2024, màu xanh đen, có nghĩa là đây là màu xanh và đây là màu đen. Thì nói chung là cái dòng Vision là một trong những cái dòng xe tay ga phổ biến, được rất là nhiều người sử dụng. Người ta gọi là xe Honda Vision, xe tay ga Honda Vision là phiên bản xe tay ga quốc dân, có nghĩa là được rất là nhiều người ở Việt Nam sử dụng. Còn nước ngoài như thế nào thì mình không biết, nhưng mà ở Việt Nam là được rất nhiều người mua sử dụng, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Nói chung là cái xe dáng nó nhỏ gọn, là xe tay ga. Nếu mà trước kia thì đi xe số, sau này lên đời đi xe tay ga, thì cái đây là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Cái đặc điểm của nó thì các bạn biết là chị em thì hay mặc váy đi tiệc đi đồ đúng không? Thì nó không có cái gờ ngang ở chỗ này, có nghĩa là có thể bước chân vô, ngồi khép chân lại bình thường. Thì đó cũng là một trong những lý do được nhiều người chọn. Chứ nếu mà mình chọn thì mình có thể ví dụ như thêm một xíu tiền nữa, mình lên AB. Nhưng mà AB thì chị em ngồi mặc váy mặc đồ thì nó không có tiện lắm, nên là đi chọn xe Vision thì nó phù hợp hơn. Trong clip này mình cập nhật mình mua cái xe này giá cả nó làm sao vào ngày 13 tháng 5 nhé các bạn. Thì khi mà mình đi mua thì mình ra mình sẽ xem cái bảng giá niêm yết. Nói chung là thường là các hit của Honda thì nó có cái bảng giá niêm yết người ta dán ở ngoài cửa tiệm. Thì mình vô mình sẽ xem bảng giá. Thì cái bảng giá đó người ta sẽ ghi chú rằng giá đó là nó chưa có bao gồm thuế, thuế như thuế VAT hay thuế gì đó. Nói chung mình đọc mình không nhớ, xíu nữa mình đưa lên màn hình cho các bạn xem nhé. Thuế nếu mà các bạn ở thành phố chỗ mình ở Đắk Lắk, thuế ở Buôn Ma Thuột thì nó là 5%. Thì các bạn cứ tính giá xe, giá gốc cộng thêm 5% thuế. Còn ở huyện thì đây xe mình mua ở huyện thì thuế của nó sẽ được tính là 2%. Thì nên là các bạn mới biết là mua ở huyện thì nó sẽ rẻ hơn. Nếu mà các bạn ở huyện thì các bạn nên mua ở huyện. Nếu có các hit gần thì các bạn nên mua ở huyện. Còn nếu mà các bạn ở phố thì các bạn nên mua ở phố, chứ đừng có ở huyện mà chạy lên phố mua. Nó vừa xa, sau này muốn bảo hành bảo trì gì đó mà mình muốn đi lên đó thì nó cũng hơi xa xăm. Thì nói chung là mình hỏi thì xe mình mua ở hit chỗ này, nhưng mà mình tới hit khác thì nó vẫn bảo hành bình thường, nó vẫn làm bình thường thôi. Nếu mà chỗ nào gần thì các bạn làm. Nếu mà các bạn ví dụ mua xe mà đi chỗ này chỗ kia, nếu mà các bạn gặp hit chỗ nào thì các bạn làm chỗ đó. Chứ ví dụ đang đi xa sang tỉnh khác mà quay lại chỗ mà các bạn mua xe để bảo hành bảo trì thì nó rất là nhiều khi rất là phức tạp, rất là xa xôi nha các bạn. Thì con xe này là phiên bản đặc biệt nha các bạn, phiên bản đặc biệt màu, nó chỉ có một màu duy nhất. Xíu nữa mình đưa cho các bạn xem, có nghĩa là nó có nhiều phiên bản, trong đó là phiên bản tiêu chuẩn nó chỉ có một màu đen thôi, một màu đen thôi. Thì cái khóa của nó là cái khóa khóa cơ bình thường, có nghĩa là mình đút chìa vào, mình đút chìa khóa vào mình vặn như những cái xe số bình thường. Nhưng mà đối với những phiên bản sau, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt, phiên bản đối với các năm trước có bản cá tính, rồi năm nay thì có bản cổ điển, bản thể thao vân vân, thì nó đều là cái smart key, nghĩa là chìa khóa thông minh. Mình không có cần gắn chìa vào nữa mà mình sẽ sử dụng cái bộ điều khiển như này. Mình nhấn mở khóa rồi. Thì về cái giá con này, giá niêm yết của nó là giá đề xuất trên trang web chính thống của Honda là 34 phẩy mấy triệu á. Xíu nữa mình lên máy vi tính mình mở cho các bạn xem nha. Và giá của đại lý nó cũng xem mà thôi, nó cũng thuộc dạng 34,5 triệu gì đó. Thì cộng thêm thuế 34,5 mà thuế lên 800 cho 1 triệu đi, là lên 35,5. Rồi nói chung là bao giấy tờ, bao ra biển số giấy tờ rồi vân vân, rồi nó còn tặng mấy cái event, tặng mũ bảo hiểm, rồi tặng
tặng bảo hiểm nha, à, bảo hiểm xe máy, à, mũ bảo hiểm rồi tặng bảo hiểm xe máy vân vân. Thì mấy cái đó nó cũng không bao nhiêu, một cái mũ bảo hiểm thì khoảng 150, bảo hiểm thì khoảng cỡ 80 ngàn, à, nhưng mà nó không bao nhiêu hết, nhưng mà nó chênh nhau, à, chênh với giá công bố, à, mình sẽ ra hết mình mua thì giá lúc nào nó cũng chênh lệch với giá công bố là khoảng 2 tới 3 triệu đồng nha các bạn. À, thì so với những năm trước, à, xe Vision nó hot có thời gian là nó lên tới 40 mấy triệu, thậm chí lên 50 mấy triệu, à, nhưng mà năm nay thì à, giá nó cũng à, ổn định ha, nói chung nằm ở tầm giá khoảng 35 tới 37 triệu các bạn. Và cái xe phiên bản mình mua đây là 37 triệu, à, phiên bản tiêu chuẩn màu đen ha, là 33 triệu, phiên bản cao cấp à, màu đỏ và màu trắng ha, đỏ đen với trắng đen thì phải. Xíu nữa mình mở lại cho các bạn xem nha, thì nó là 35 triệu và phiên bản đặc biệt là 37 triệu, phiên bản thể thao là 39 triệu, à, cũng như là phiên bản cổ điển thì nó cũng xem phiên bản thể thao thôi, nó sẽ trên nhau 500 nghìn. À, vậy thôi, thì cứ cách nhau mỗi phiên bản nó sẽ trên nhau 2 triệu đồng. À, thì mình đi mua thì mình sẽ lựa chọn vào ngày đầu tuần nhé các bạn. À, đây là mình mua ngày 13, à, ngày 13 tháng 5, à, ngày 13 tháng 5 năm 2024, à, nhằm vào ngày thứ hai, à, bên đây thứ hai, à, rồi nhằm ngày 6 tháng 4 năm 2024, à, năm nay năm năm gì quên mất rồi, năm Giáp Thìn. À, thì nói chung là mình mua ngày thứ hai thì tới trưa ngày thứ ba thì nó đã thông báo là ra giấy tờ rồi. Thì nói chung là nếu mà trưa thứ ba mình đi làm mình bóc biển số luôn cũng được, có nghĩa là nó sẽ ra biển số trong vòng một ngày. À, có nghĩa là nếu mà mua thứ hai nhé các bạn, và tùy vào lúc mà các bạn mua là lượng khách có đông hay không, thì thường là người ta sẽ đi mua xe cuối tuần, à, hoặc là những ngày lễ ngày gì đó người ta hay đi mua xe để người ta đi chơi các bạn. À, hoặc cuối tuần người ta rảnh người ta đi mua xe, à, nhưng mà mình rảnh vào ngày đầu tuần thì mình đi mua ngày đầu tuần thì nó ra biển số rất nhanh, có nghĩa là xe của mình mua thứ hai và thứ ba, trưa thứ ba nó thông báo là đã ra giấy tờ, nếu mà cầm giấy tờ đó đi bốc biển luôn, à, thì nó ok. À, thì mình lên chỗ bốc biển thì lên chỗ ủy ban nhân dân xã chỗ mà các bạn ở, à, nếu các bạn ở thành phố thì lên chỗ phường, à, ủy ban phường gì đó vân vân. Thì à, nó có ghi là ngày nhận để bốc biển số là từ thứ hai tới thứ tư hàng tuần và trả kết quả là thứ sáu hàng tuần. À, thì nói chung là mình không biết như thế nào nhưng mà chắc là thứ hai ba tư thì các bạn mới làm được, còn nếu mà các bạn mua xe thứ năm thì các bạn phải đợi sang thứ hai tuần sau thì nó sẽ rất là lâu. À, hoặc các bạn mua ví dụ như đợt vừa rồi mua trúng đợt lễ 30/4 một năm thì nghỉ lễ tới 5 ngày thì thời gian ra biển nó rất là lâu, cũng như ra giấy tờ nó lâu hơn bình thường nhé các bạn. Đó, đây là kinh nghiệm mình chọn ngày. À, thì các bạn nên chọn ngày thứ hai hoặc thứ ba. À, nếu mà mình chọn thứ hai thì thứ ba sẽ ra biển, là đây mình bóc biển sáng thứ tư này. À, nếu mà các bạn thứ ba, nếu mà các bạn mua thứ ba mà thứ tư nó có biển luôn thì càng tốt, nhưng mà nếu mà lên thứ năm thì có thể là các bạn phải đợi tuần sau, à, tại vì mình đã đọc thông báo trên ủy ban nhân dân xã của mình, à, đang sinh sống thì nó là chỉ nhận giấy tờ vào ngày thứ hai thứ ba tư và trả giấy tờ vào ngày thứ sáu, à, còn không biết ngày thứ năm nó như thế nào, ngày thứ sáu thứ bảy chắc chắn không làm rồi. À, nên là mình ra biển số rất nhanh trong vòng một ngày, nên có nhiều người hỏi tại sao mình mới mua xe có biển số đó, nên mình là đó là vì mình mua ngày thứ hai và cũng hên là ít người mua, nếu mà trúng cái thời điểm nhiều người mua thì có thể là nó delay nó lâu hơn. À, à, cái đặc điểm nữa đó là khi mà các bạn mua người ta sẽ tư vấn là các bạn muốn tự đi bóc biển số hay là nhân viên bên hit người ta dẫn các bạn đi bóc biển số, thì mình nói là tự đi bốc ha. Nếu mà mình tự đi bốc thì thời gian nó ra biển nhanh hơn nữa. Đó, mình tự đi bốc nha, cái này mình tự đi bốc lên công an rồi nộp bộ hồ sơ vô rồi ngồi nhấn nút thôi, người ta đưa máy vi tính rồi nhấn chữ U phát là nó ra số, rồi người ta vô trong kho người ta sẽ đưa số ra cho mình. Thì số này trong cái bộ số ví dụ như 100 số có sẵn nha các bạn, có nghĩa là biển số người ta sẽ in sẵn hết rồi, người ta để trong kho là người ta sẽ random trong số những cái số có sẵn đó người ta bốc ra cho mình một số, chứ không phải là mình à, lên mình nhấn số rồi nó nhảy ra số bất kỳ rồi người ta mới in lên bảng biển số rồi người ta mới đưa cho mình, nó không phải như thế nha các bạn, mà đây là biển số người ta đã làm sẵn, à, đã có sẵn trong kho và nó nằm ví dụ như khoảng 100 cái hoặc 200 cái gì đó, à, người ta cho mình nhấn random trong số khoảng 200 cái 100 cái đó ra biển nào người ta vô lái biển đó. Rồi, ok các bạn, à, cái clip ngắn này mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, à, trong cái quá trình mình đi mua cái xe Vision về mình sử dụng thôi nhé các bạn. Thì nói chung là về chọn phiên bản thì tất cả mọi phiên bản thì nó đều cái bộ máy nó như nhau thôi, nó khác nhau về màu sắc, riêng phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ là khóa cơ bình thường chứ không phải là Smart Key, và phiên bản thể thao thì nó có độ cao yên nó cao hơn khoảng 2 cm và nó dài hơn với lại những phiên bản khác là khoảng
5 cm. Thì nói chung là mình là đứng trên phương diện người sử dụng, mình đánh giá và chia sẻ video cho các bạn thôi, chứ mình không phải là nhân viên kỹ thuật hoặc là bên nhân viên buôn bán gì đó kinh doanh của Honda nha các bạn. Nên là những thông tin là mình nói là tương đối, nó chỉ là tương đối về cái phần mà mình mua mình sử dụng xe thôi nhé. Thì nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà các bạn có ít tiền thì các bạn chọn phiên bản tiêu chuẩn và chìa khóa cơ, và nếu mà các bạn có thêm vài triệu nữa thì các bạn lên phiên bản cao cấp. Cao cấp thì đối với cao cấp với đặc biệt thì nó bản cao cấp nó màu trơn, cái này nó nhám, nhiều người thích màu trơn, không thích màu nhám, nhiều người thích nhám là không thích trơn. Bản đặc biệt thì nó nhám, còn bản thể thao thì nó cao hơn, dài hơn, thấy nó chạy nó hầm hố, nó phù hợp với nam hơn một xíu. Nhưng mà nữ mà cao khoảng 1,5 m trở xuống thì chạy xe khi mà mình chống chân mình xử lý tình huống thì nó hơi vớ nha. Nên là các bạn chọn phiên bản nữ, chọn phiên bản cao cấp hoặc phiên bản đặc biệt là ok rồi. Nhưng mà nữ cao từng 1,7 m trở lên thì có thể chọn phiên bản thể thao, vừa chạy cho hai vợ chồng, cả vợ cả chồng chạy đều hợp. Ok, mình kết thúc cái video này tại đây. Các bạn yêu thích nội dung video thì nhấn đăng ký kênh YouTube của mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm sau mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn về chiếc xe mới mua của mình. Thì nói chung là khi mình mới mua thì người ta có sẵn một lít xăng cho mình. Mình đổ đại bình, hiện tại mình đang chạy được 50 km và nó chỉ tốn 1 lít xăng các bạn. Thì đó đúng với lại cái chỉ tiêu nó ghi về nhãn năng lượng ha. 1,85 lít xăng cho 100 km với điều kiện lý tưởng nha. Còn nếu mà mình chạy bình thường mình dừng được tùm lum tà la thì nó sẽ là 1 lít xăng cho 50 km, tức là 100 km sẽ tốn 2 lít xăng. Thì nói chung là mình canh cái thước đo này thôi, chứ thật sự mình không biết trong bình nó còn bao nhiêu đâu các bạn. Không biết là cứ mỗi ô chấm này thì nó bao nhiêu. Thì cái bình xăng này khoảng 5 lít, 4,9 lít mà mình nói khoảng 5 lít. Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 cục, 6 cục thì mình cứ cho mỗi cục gần 1 lít, mỗi cục gần 1 lít. Thì đây là chạy gần 1 lít này. Thì nói chung là cũng cỡ 100 km, tốn khoảng 1,85 như nó ghi thật đó. Tại bên này nó chưa xuống dưới cục thứ hai mà. Mình chỉ vậy thôi. Thôi mình kết thúc video này nhé các bạn. Những cái thông tin khác mình cập nhật sau này trong những cái video liên quan tiếp theo. Bây giờ cái này nó hơi dài rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye.